Đức Như Lai lại dạy chúng ta hãy sống nhẫn nhục và chịu những thiệt thòi. Đó lại là niềm hạnh phúc. Còn cái chiến thắng ở trên thế gian này, người chiến thắng vui, mà người thất bại có vui đâu. Cái chiến thắng đó có kéo dài, có vĩnh cửu trong cuộc sống này không? Hay cũng chỉ là rồi đến rồi đi, cũng vô thường như sương bụi sớm. Chính vì vậy, cái hơn thua thắng bại trong cái cuộc sống này, người Phật tử chúng ta cần phải tu tập và hóa giải, phải buông xả bớt đi. Tiếc thay, chúng ta còn phải hơn thua trong đời sống vợ chồng. Bà mà biết gì mà nói, đã chưa nào? Ông có ra gì đâu mà nói tôi. Nghĩa là vợ chồng cũng phải hơn thua. Nói khi nào bà im thì tức là tôi đã thắng. Và đôi khi còn đi ra khoe với mọi người rằng: các vị biết không, tôi nói một tiếng là vợ tôi phải xếp ve. Đó. Hay là có các bà đi khoe với những người bạn với mình rằng: các bà như thế nào tôi không biết, nhưng ông nhà tôi thì sợ tôi lắm. Và người ta cảm thấy tự hào về điều đó. Nhưng mà những cái sự hơn thua đó chẳng qua thể hiện cái bản ngã của con người mà thôi. Bởi vì cái hơn hay cái thua đó nó nói lên được điều gì? Chẳng nói lên được điều gì. Bởi cái an lạc và hạnh phúc trong chánh pháp là tự tâm chúng ta không có những sự vướng bận bởi vì những cái pháp của trần gian này. Cho nên cổ đức mới dạy là: muốn về an dưỡng mà ngươi nghĩ, đừng đối ta bà luận có không. Mà muốn an dưỡng, chúng ta vừa niệm A-di-đà là chúng ta muốn tâm ta được có cái tịnh, thiết lập cái tịnh độ ngay ở cái nhân gian này. Chúng ta có tịnh độ nhân gian thì khi xả báo thân chúng ta mới có Tây Phương Cực Lạc. Chứ làm gì mà chúng ta tạo tác các nghiệp chướng, chúng ta không bao giờ có thể tha thứ cho bất cứ ai mà buông xả thân này. Mà chúng ta nhớ câu niệm Phật, không nhớ được đâu. Lúc đó các nỗi niềm sân hận, các nỗi oán thù, các sự tiếc nuối nó lôi kéo và chúng ta rất khó niệm Phật. Sư có một người Phật tử rất tinh tấn, cô ăn chay trường và cả gia đình cô là Phật hóa gia đình. Sư đặt cô pháp danh là Ngọc Khánh, tên cô là cô Oanh, pháp danh là Ngọc Khánh. Một lần mà cô về chùa tu á, là cô dắt theo một chiếc xe cho những cái người mà nghèo, không có phương tiện á, cùng đi về. Ở chùa Thiên Quang tại tỉnh Bình Dương, mà nơi sư đang có cái trách nhiệm của sư bà giao phó, không có hưng thịnh được như thế này, Phật tử chưa có được tinh tấn như thế này. Nhưng có một điều là đang làm theo công hạnh của Quan Thế Âm, đó là mỗi một lần tu tập như vậy thì cũng có 400-500, có khi 1000 người mù về nghe pháp. Thế bên cạnh những các Phật tử sáng đầy đủ các căn thì lại còn những Phật tử mù cũng còn nghe được, phải nghe pháp. Thì cái cô ăn mà pháp danh Ngọc Khánh mỗi lần về nghe pháp lại tạo duyên một chiếc xe cho những người nghèo để về nghe. Bảo chung quanh họ không chịu tu thầy ạ. Con dắt họ lên chùa để họ thấy người mù, người tàn tật, không thấy đường đi mà còn về nghe pháp. Là tại sao cuộc đời mình chỉ biết chấp vào cái tài sản, cái phước báo của mình đang có mà không biết nó sẽ cạn lúc nào. Cho nên con đưa họ về đây để tu tập. Cho nên cô rất tinh tấn, cô ăn chay trường, con gái cô lập gia đình. Con rể là ở người gốc Malaysia, nhưng mà cũng là ăn chay trường theo và tu tập toàn gia đình hết. Nhưng mà mới gần đây cô Ngọc Khánh mới điện cho sư Hương Nhũ và nói rằng: sư ạ, cái ngày tu vừa rồi con không lên chùa được, bởi vì là con bỗng nhiên bị ốm nặng. Con ốm nặng mà gần như người con kiệt sức và không thể nào nói được, thở được. Và con nghĩ rằng có lẽ là con sắp chết rồi. Cho nên bắt đầu là con nói thôi thì con niệm Phật vậy. Vì lúc đó không có ai ở nhà hết. Có một đứa cháu ngoại còn bé và còn con cái đi làm. Thì hình như ông xã của cô cũng đang làm cái gì bận á. Cho nên cô mới nằm, cô mới niệm, nhiếp tâm niệm Phật. Vì cô nghĩ rằng có thể là một chốc nữa đây hít vào rồi sẽ không thở ra nữa đây, sẽ chết đây. Cho nên cô nằm cô niệm Phật. Rồi cô mới nói rằng: sư ơi, khó thật. Con là cái người là tụng niệm siêng năng, sám hối mỗi ngày. Niệm Phật là rất là chuyên tâm và con có niềm an lạc trong tu tập. Thế mà cái lúc con cảm giác thở không được, nói không được, cái chết sắp đến, con niệm không nổi. Sư ạ, con lo là lát con chết rồi đứa cháu ngoại sao đây, nó mới có mấy tháng, bố mẹ nó đang đi là bán ở nhà hàng chay, mở một cái nhà hàng chay ra kinh doanh. Rồi mọi người không có đây, rồi đứa con trai của con lại chưa lập gia đình, rồi ông xã của con thì cũng đang nương con để tu tập.
con mà chết rồi rồi ông có sẽ là tu nữa không hay bỏ hết. Nghĩa là lúc đó những cái ý nghĩa thiện thôi chứ không phải là ác, nhưng mà nó dồn dập, nó đến nó làm cho cô không niệm Phật được. Còn chưa nói những cái người mà vốn sống trong cái tập khí sân si á, thì lúc đó sẽ là nóng giận, sẽ giận đứa này, sẽ tức đứa kia, vì mày mà tao ốm đau, vì mày mà tao thế này thế nọ. Và những cái điều đâu mà nó tập khí từ muôn kiếp nó trở về làm cho con người rất khổ đau kia. Mà cô này cô tu thuần thục lắm, cô trường chay bao nhiêu năm, mà cô nói mới thử chết thôi mà không niệm được. Cho nên các vị thấy rằng nói cái chuyện mà Nam Mô A Di Đà Phật để rồi chúng ta vãng sanh cực lạc thì khó lắm. Cho nên phải thực hành, phải sám hối, phải công quả công thù. Nhưng mà nếu mà nói thôi thì đã như vậy thì niệm Phật để làm gì? Bởi vì là đến khi chết á, cái giờ phút mà cận tử nghiệp đó thì có nhớ cái gì nữa đâu mà. Đó. Cho nên thôi cứ còn cái mang cái xác thân này để hưởng bao nhiêu thì hưởng mà. Người ta còn quan niệm như thế. Nhưng các vị thấy đấy, nếu chúng ta không thọ trì kinh Pháp Hoa hay thọ trì các kinh tạng, lời Phật dạy, hay chúng ta không niệm Phật thì trong tâm của chúng ta còn chứa chấp bao nhiêu điều xấu và ác. Nhờ cái sự niệm Phật mà đôi khi mình muốn khởi cái này cái kia, mình cũng còn cảm thấy xấu hổ. Miệng mình niệm Phật, mình đang muốn niệm Phật mà sao mình khởi lên những điều xấu xa, những tham lam, những dục vọng như thế. Nó nhắc chúng ta giảm bớt và chuyển hóa. Mặc dù cái niệm Phật đó cũng là một phương tiện, cũng là cái để chúng ta mượn, chúng ta huân tập để rồi tâm chúng ta mới hiển lộ cái Phật tánh ra. Chứ không phải mà chúng ta niệm Phật mà lập tức thành Phật. Nhưng nhờ cái phương tiện niệm Phật đó, đó, mà rồi tâm chúng ta sẽ hóa giải đi các cái hạt giống xấu ác. Nếu mà trong bụng mình xưa nay cứ là tiền, của cải, nhà, xe, đó, đó, con dâu, con rể, bây giờ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật thì nó cũng giảm bớt chứ. Nó không hết hẳn, nhưng mà nó cũng giảm bớt đi những cái ý nghĩa liên quan tới gì? Là sự ăn, sự uống, của cải, vật chất, chồng tôi, con tôi, vợ tôi, cháu tôi. Sự tu tập như chúng ta đang nghe Pháp đi, đâu phải ai cũng nghe, cũng có người đang ngồi nghĩ về cái nhà mình với những cái các cái công chuyện rối ren trong gia đình. Nhưng mà cũng có khi quay lại nghe thì nó đẩy bớt những cái tạp nhiễm. Rồi cũng có khi lại tạp nhiễm, đôi khi lại nghe, cũng còn tốt hơn là suốt một buổi sáng chỉ có những cái suy tư ô nhiễm thúc đẩy chúng ta vào trong sự sân hận tham lam để rồi cuốn chúng ta vào sanh tử luân hồi. Cho nên nghe Pháp được lúc nào là niềm hạnh phúc lúc đó. Có phải như vậy không ạ? Cho nên sư nói bây giờ đời sống người ta cho mình những kỹ năng để thắng, chiến thắng. Đấy. Bởi vì là người ta bảo là ở ngoài cái chuyện làm ăn buôn bán đó cũng là thương trường. Thương trường cũng là chiến trường, cũng phải chiến thắng. Vợ chồng sống với nhau mà muốn yên ổn đó, thì ông phải im, ông phải nhịn con thầy ạ. À, chứ ông đừng có nói. Bởi ông có tu đâu mà ông đòi nói. Tức là mình chỉ có hai vợ chồng đã thấy cái ngã mình quá lớn rồi. Mình chấp là mình đi nghe Pháp, mình tụng kinh, mình thọ trì, mình cúng dường. Còn ông cứ sáng một điếu thuốc lào rồi khề khà là một ly trà. Thế ông ăn thua gì với mình? Nhưng mà nỗi cái chuyện mình muốn hơn ông thôi đó, thì là mình biết là sẽ mãi mãi ở cõi trần gian này. Rồi kiếp sau lại gặp ông, rồi lại ngắm ông mỗi sáng uống chè. Không đi đâu được. Nhiều khi người ta cứ nói con buông con xả hết rồi, mà vợ với chồng đâu có buông được. Con buông với ai, con xả với ai chứ mà. Bà là con không xả được thầy ạ. À, bà lắm lời, bà ngu si, bà hung tợn vân vân. Nghĩa là ngày xưa thầy còn bé ở với sư bà không có biết gì. Bây giờ cũng là mấy năm nay cũng phải là đảm trách một cái đạo tràng thì mới biết là chúng sanh khổ bởi vì chấp ngã. Chúng sanh khổ vì muốn chiến thắng, mà khôn ngoan đối đáp người ngoài thì không đối nổi, cứ về nhà thắng vợ thắng chồng, con muốn thắng cả cha mẹ. Đấy. Cho nên chúng ta phải biết rằng mình cứ lân quân lẩn quẩn trong vòng địa ngục là bởi vì là mình chỉ muốn chiến thắng những người thân của mình, những người yêu của mình, người vợ, người chồng của mình, và cứ nói biết thế thì tôi chả lấy ông, biết thế thì tôi đã lấy cái bà tám bà tư nào chứ tôi chả lấy bà. Người ta không biết rằng mọi cái mối lương duyên đó đều có cái gì? Nhân quả và nhân duyên trong nhiều kiếp sống. Hạnh phúc hay là khổ đau cũng là cái quả mà còn
từ kiếp sống trước tích lũy và đến bây giờ phải hiện hành ra để mà thể hiện, để mà hoặc hưởng phước hoặc phải trả các ác nghiệp, đều là nhân của chúng ta đã gieo tạo. Phật tử đạo tràng hào quang đi tu tập tinh tấn thì cái chuyện đó là đương nhiên rồi. Nhưng mà thầy vẫn phải nhắc, các sư vẫn phải nhắc, bởi vì tu thì an lạc thế, mà lát về nhà lại cảm thấy sao nhà như địa ngục thế. Mà cái địa ngục ai tạo ra? Mình là một thành viên tạo cái địa ngục đó. Mình là một thành viên châm ngọn lửa cho địa ngục cháy mãi. Trong khi chúng ta là đệ tử Phật, thể châm lên ánh sáng ngọn đuốc trí tuệ. Như vậy hành giả Pháp Hoa sẽ đi vào cuộc đời này sẽ bằng tâm nhẫn nhục, đi vào trần thế với mục tiêu làm cho đời an vui và bớt khổ. Sư cũng phải tu pháp nhẫn chứ. Và ngày nào cũng còn buồn bực là biết mình chưa có ăn thua gì hết. Mình mặc áo của Như Lai đây, nhưng mà Ngài mỉm cười nói: con ơi, con còn phải tu nhiều lắm, vì ngày nào con cũng có chuyện bực mình. Khi nào mà không có chuyện bực mình là chúng ta thấy là, mà không phải là cái cảnh, mà tâm kia. Chứ đời này là không ai cho chúng ta mọi sự như ý. Các vị ở ngoài thế tục có phải như thế không? Không buồn chồng thì vợ, thì cha mẹ chồng, cha mẹ mình, rồi là hàng xóm láng giềng, nhất là con cái, làm cho mình muộn phiền, rồi oán trách. Sao con bà này tốt thế mà con mình thế nọ? Nhưng có biết đâu bên nhà bà lại ước gì mà con bà lại như con mình. Nghĩa là cứ trông qua trông lại, chỉ có là gì? Là đèn nhà ai nhà nấy sạc. Ở trong chăn mới biết chăn có rợp thôi. Chứ mà Đức Phật đã nói bản chất của cuộc đời này là khổ đau rồi, thì mình có so sánh cuộc sống mình với ai? Bởi vì ai rồi cũng phải có những sự khổ đau, những điều trăn trở của kiếp người hết. Cái hạnh phúc của chúng ta là được nghe chánh pháp, được nghe lời Phật dạy. Đau khổ thay cho những con người sống trên trần gian này lại phải gặp những vị tà sư, gọi là thầy tà, dắt dẫn chúng ta vào những cái con đường gọi là gì? Mê tín, dắt dẫn chúng ta đi vào con đường tà pháp, và chúng ta mãi mãi khổ đau. Tội nghiệp cho những người đó thôi. Còn chúng ta là bây giờ đã có minh sư, chúng ta đã có đạo tràng với những pháp lữ đồng tu, chúng ta cứ an tâm mà tu tập. Nhưng đã tu tập thì phải thực hành. Đôi khi người ta thấy có những vị thầy hay những con người tu nhẫn nhục thì đời lại lợi dụng. Người ta bảo: thầy ơi, con nhẫn nhục thì nó lại lợi dụng con. À, nhưng mà cái thực tế phũ phàng này chúng ta phải nhớ lại, chúng ta đến tay bà này nó là quán trọ. Mà quán trọ rồi thì sẽ có lúc phải từ giã quán trọ. Cũng như sư đi giảng thì đêm nay ở chùa này, đêm mai có thể ở một khách sạn hay một quán trọ nào đó, đêm mốt lại đến một cái tỉnh nào đó, rồi ngày nào đó là về chùa, rồi lại đi. Rõ ràng thấy chả có nơi nào là của mình hết. Các vị nói: dạ con có cái nhà của con ạ, con có chồng con có vợ, có con, của con phải không? Nhưng cũng là quán trọ, vì nó cũng là tạm lưu chân của chúng ta, cao tay là vài mươi năm. Và những người có được bao nhiêu năm đâu, mới trong còn thai, còn trứng nước đã bị giết, đã bị phá, đã bị là trục thai ra, không cho sống mà. Cứ có những người là đầu còn xanh, tuổi thiếu niên đã mất. Rồi có người đang cái tuổi là thành công, thành đạt, thì lại phải từ giã cuộc đời vì một căn bệnh, vì một tai nạn, vì một cái gì đó. Nghĩa là không phải ai cũng sẽ sống với cái tuổi là nhân sinh thất thập cổ lai hy. Người sống 70 xưa nay hiếm, khó lắm. Cho nên trong đạo tràng đây có ai là sáu mấy, 70 rồi đến 80 là đã là tuổi của trời, của Phật cho rồi. Và đâu phải ai cũng được như thế. Mà mình tuổi già như vậy mà tai cũng còn sáng để mà nghe, mắt còn sáng để mà biết đường vào chánh điện lễ Phật, để còn biết nói những lời lành, quá là phước đức. Cho nên mình nói là đời này mà thầy bảo chịu thiệt là phúc thì khó quá thầy ạ. Tại sao mình phải chịu thiệt chứ? Chúng nó leo lên đầu lên cổ hả thầy? Chúng nó ghê lắm. Cái chịu thiệt này không phải là mình ngu mà chịu thiệt, biết tất cả. Nhưng nếu mình chịu thiệt để hóa giải các oan gia trái chủ, để hóa giải các chướng ngại, các cái tập nghiệp, các cái quả báo, thì chúng ta chẳng dạy gì mà đòi chiến thắng.
Tại vì cái thắng đó rồi sẽ khổ đó, cái thắng đó rồi chúng ta sẽ gì? Tiếp tục tạo nghiệp trong vòng sinh tử luân hồi. Cho nên người hành giả cần phải biết rằng cái vấn đề chịu thiệt này, đó là một cái hạt nguyện của những người con của Đức Phật. Đừng nên nghĩ rằng cái xã hội cạnh tranh này chiếm được lợi nhiều thì càng tốt, còn kẻ chịu thiệt, đó là kẻ hèn yếu mới chịu thiệt, đó là người xuẩn ngốc. Nhưng người xưa không dạy con cháu chúng ta là hãy thắng, mà người xưa dạy chúng ta có mệt ăn cơm mới ngon, chịu thiệt thì chính là phúc. Cũng như Đức Phật nói chúng ta mặc áo Như Lai là cái màu lam hiền các vị đang mặc, hay là màu nâu đất của quê hương đó. Cái màu nâu của miền Bắc mình đẹp lắm, đó là màu của đất, màu của ngày Địa Tạng. Mà đất là sao? Chúng ta để hoa lên cũng được, mà đổ phân, đổ rãi, đổ rác gì lên cũng rất là hoàn toàn tự tại, hiền lành mà chịu đựng tất cả. Có ai mà chịu đựng như cái mặt đất không? Cho nên đại nguyện Địa Tạng Vương là bởi vì là cái vòng tay của Ngài mênh mông vô tận vô biên mà dung chứa tất cả những sự đau khổ của chúng sanh trong cõi địa ngục, mà chúng ta đau khổ ngay trên cái trần thế này Ngài cũng dung chứa. Cho nên cái hạnh nguyện của Đức Địa Tạng rất là tuyệt vời. Mà chúng ta niệm Địa Tạng, chúng ta chỉ nghĩ đến chuyện cầu siêu thôi, chúng ta không có biết là Địa Tạng là Ngài dạy chúng ta cái hạnh chịu đựng, chịu thiệt, đó là hạnh của Ngài. Chúng ta chỉ cầu xin thôi, đến Địa Tạng là cầu cho cụ Hiền Thất Tổ siêu thoát thôi, đến với Quan Âm thì xin Ngài ấy là cứu khổ ban vui cho con thôi. Đó. Đến với mỗi ngày là cứ xì sụp và khấn vái mà xin. Chúng ta không biết rằng mỗi một vị Phật, một vị Bồ Tát đến với thế gian này là một công hạnh cho chúng ta học. Mà chúng ta học được chúng ta mới an vui và hạnh phúc. Chứ không có Phật và Bồ Tát nào mà cứ đi ban mãi, còn chúng ta thì cứ tạo tác các ác nghiệp mãi được. Có phải như vậy không ạ? Cho nên ai mà chẳng kính Quan Âm, phải chưa nào? Có thể là không chỉ có ca sĩ là mới thuộc cái bài là Mẹ Hiền Quan Thế Âm, mà nhà nào cư sĩ nào cũng là không biết hát cũng lẩm nhẩm hát Quan Thế Âm, phải chưa nào? Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Bởi vì niệm lên danh hiệu Ngài là nghe lòng mình mát mẻ như nước tịnh thủy. Niệm danh hiệu Ngài là cảm thấy cái nước nhằn dương của Ngài tưới mát tâm hồn. Tại sao mình mới niệm tới danh hiệu Ngài là nghe tâm mình mát rồi? Tại vì Ngài quá đại từ đại bi, mình niệm đến tên của Ngài là mình đã mát. Còn tại sao người ta nói đến tên mình là ta muốn chửi rồi? À, tại sao thế? Các vị có nghĩ thế không? Là bởi vì là cái tâm của chúng ta quá tham lam, quá ích kỷ, quá hận thù. Cho nên nhắc tới tên mình là sẽ sau lưng mình khối người chửi mình đấy. Có phải như vậy không ạ? Cũng có những người nhắc đến tên người ta quý, phải không nào? Đó. Người ta quý lắm, ông này bà kia trong nhà có việc gì khó khăn quan trọng người ta tìm đến mình, người ta hỏi han, mình cũng hạnh phúc là người ta tin mình. Nhưng cũng có người nhắc đến tên người ta chửi bới. Đó. Thì có khi là oan khiên, mình cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Mà có khi mình dữ quá, mình tham quá, mình ác quá mà người ta chửi, thì mình cũng phải xem lại. Chứ không phải là mình mặc lờ thế sự để làm những chuyện tạo tác trong cuộc sống này. Cho nên đã nghe Phật Pháp thì đừng có nói ai thua thiệt là người ngu. Nói như thế là không đúng. Chúng ta biết tất cả nhưng chúng ta chấp nhận, đó mới là tu theo hạnh Phật. Còn người ngu dốt quá đó, nghe không? Nghĩa là ai nói gì cũng ừ, ai nói sao cũng nghe, ai xúi gì cũng làm, thì đó lại không phải nhẫn nhục nhá. Đó là người sống không có ánh sáng tuệ giác. Mà chúng ta tu để cái mục đích cuối cùng là gì? Là chúng ta có trí tuệ. Bởi vì có trí tuệ rồi thì chúng ta sẽ vượt lên mọi sự khổ đau. Chúng ta có trí tuệ thì chúng ta sẽ từ từ đi ra tất cả mọi nghiệp trước. Cho nên cái mục đích cuối cùng của người tu Phật đó là duy tuệ thị nghiệp, và lấy cái trí tuệ đó là mục đích của cuộc sống, làm sự nghiệp của đời mình. Cho nên mình quá ngu mà bảo là nhẫn thì không đúng. Tôi rất biết, tôi rất trí tuệ, nhưng tôi nhẫn nhục, tôi chịu thiệt. Bởi vì sao? Tôi không muốn trong cuộc sống tôi tạo ra kẻ thù. Người mình học Phật nhất định phải phát Bồ Đề Tâm,
đối nhân xử thế phải chân thật. Nhất là người học Phật, ngày xưa chưa biết tu tập thì tính sao có lợi thì làm. Tính sao có lợi thì làm thôi. Nhưng mà bây giờ đã học Phật rồi, Đức Phật dạy nhá, làm gì cũng vậy, phải phù hợp cái nhìn của bậc trí, lợi mình, lợi người. Mà bậc trí thì không thể phạm pháp, cái nhìn của bậc trí thì không thể nào mà làm những chuyện là vì lợi mà có thể chà đạp đến lợi ích của đất nước, của dân tộc, của xã hội, của gia đình được. Cái lợi đó nó phải đứng trên là cái lợi ích của dân, cái lợi ích đó của mình, của người. Cho nên những cái người mà sư giảng trong chương trình Chất Lượng Cuộc Sống, nhà hàng chay Man, lương tâm và đạo đức, chúng ta hãy chịu thiệt đi, con chúng ta sẽ được hưởng phước dài lâu. Mình không chịu thua thiệt, mình không chịu là cái gì thua ai hết, thì suốt đời mình sẽ là kẻ phàm phu. Nếu muốn làm Phật, muốn làm Bồ Tát, thật sự làm hành giả Pháp Hoa, thì phải cam tâm chịu thua thiệt, mặc dù mình biết là người ta cố lấn lướt để kiếm lợi, hoặc là chơi tay trên, hoặc là trên cơ. Tôi biết đấy, nhưng vì lương tâm tôi sẽ không làm hơn để mà tôi phải sống trong các tội ác. Sư muốn kể cho các vị nghe một cái câu chuyện trong cái đời thường này mà chúng ta cần phải học. Bởi vì cái đời này á, những cái câu chuyện như thế này thì nó hiếm quá đi, kiếm không có ra. Cách đây cũng khá lâu, có một thanh niên trẻ tuổi có một chút vốn liếng lên thành phố. Anh ta muốn làm ăn và cái tay nghề của anh ta là lát sàn gạch cho các công trình. Sau một thời gian rất là khó khăn, đi lên thành phố kiếm việc không phải dễ, các vị đồng ý với sư không? Nó phải quen biết nhá, rồi phải có tài sản, rồi phải có những cái duyên, rồi là nhiều mặt tiền vốn lớn, đó, uy tín vân vân. Anh là người đầu tiên đi lên trên thành phố như vậy, cho nên rất là nhọc nhằn. Cả một thời gian khó khăn mới ký một hợp đồng nho nhỏ thôi. Ông chủ của đối tác ký hợp đồng là một cái người mà sao? Là chủ doanh nghiệp những cái công trình xây dựng lớn. Thì giao cho anh ta một khối lượng công việc là chỉ lát sàn gạch của một số cái phòng ốc nhỏ nhỏ thôi. Và đưa ra một cái đơn giá. Mà cái ông chủ thì quá khôn ngoan. Cái người ta quá lão luyện trong cái thương trường mà. Cho nên ông hạ giá thấp nhất. Và xem anh ta có đồng ý không. Mà không hiểu sao anh chàng thanh niên này lại đồng ý với một mức giá như thế. Mà cái ông chủ tin chắc rằng anh ta sẽ lỗ. Cho nên anh ta mới nhắc nhở với nhân viên thân tín của mình rằng tôi tin chắc với cái hợp đồng này thì cái anh chàng này phải lỗ thôi. Nếu anh ta chịu làm là anh ta bón xén, bớt xén nguyên liệu của chúng ta. Cho nên phải giám sát anh ta thật kỹ. À, nếu anh ta có lời thì phải bớt xén nguyên liệu. Mà đời bây giờ chúng ta thấy không? Đi đường phố mà con đường nào mà nó lâu bền, nó không hư là mình đã Nam Mô A Di Đà Phật rồi. Nó tốt chả được bao lâu hết là ổ gà, ổ voi. Trong khi chúng ta đi ra các nước ngoài đó, thì đường xá của họ rất tốt. Họ xây dựng những cái điều đó là họ nghĩ đến tất cả muôn người. Trong đó có mình, có gia đình mình, có con cháu mình. Họ không bao giờ mà tham nhũng trong những cái công trình lợi ích cho quốc dân. Có những cái công trình họ làm rất là công phu và họ luôn luôn nghĩ đến cái sự an toàn cho người sử dụng. Còn bây giờ người ta nghĩ đến cái vấn đề hợp đồng là người ta phải kiếm chác được bao nhiêu. Đó là sự thật. Mà nó chiếm đến một cái vấn đề là 80-90% trong xã hội của chúng ta hiện nay. Bây giờ chúng ta học Phật rồi, chúng ta hãy nói đừng có bán phước mà ăn. Các vị lớn tuổi giờ đâu có đi làm nữa. Các cụ tóc bạc ngồi đây dạy dỗ con cháu mình. Con ạ, đừng có kiếm những đồng lời như thế. Có biếu bố, bố cũng không vui đâu. À, thà cho bố 1-2 hộp sữa, bố vui hơn đem về. Chục triệu này, chục triệu kia. Mà tiền đó là làm khổ. Làm tai hại cho xã hội, cho dân, cho nước. Thì nhắc lại cái chuyện chàng thanh niên này. Thầy chấp nhận cái hợp đồng này là bởi vì là anh ta lên thành phố lâu rồi mà chẳng ai mời hết. Cho nên ta chấp nhận giá nào cũng là. Nhưng mà ông chủ này thì rất là nghi kỵ. Tiền này mà làm thì chắc chắn là sẽ làm rất xấu đây. Cho nên bắt người ta phải theo dõi. Nhưng cuối cùng thì những người mà công trình hoàn thành xong á,
Thì nhân viên của ông báo cáo lại với ông là không có một dấu hiệu nào chứng tỏ người thanh niên trẻ tuổi kia đã bớt xén nguyên vật liệu của ông. Ông thầm nghĩ, chẳng lẽ bây giờ mà có người làm ăn cao siêu như vậy sao? Đời này không có đâu. Và hợp đồng lớn nhỏ gì cũng ký hết á, miễn có tiền bỏ túi thôi. Đó, cho nên là đủ thứ mọi phức tạp và sự đau khổ và đạo đức xuống cấp. Và con cháu mình bây giờ nó cũng đâu cần phải học hành. Nó nghĩ có tiền là sẽ có tất cả. Cho nên thành ra đất nước của chúng ta là con hồng cháu lạc. Một đất nước mà đi đâu cũng có chùa chiền, đi đến đâu cũng có Phật Pháp Tăng, mà con cháu của chúng ta sa đọa là vì cái chữ tiền này đây. Cho nên cái ông chủ này mới nghĩ, tại sao bây giờ có người làm ăn cao siêu như vậy, có thể kiếm tiền đến cái mức mà người lâu năm cũng không tìm ra được là anh ta kiếm ở cái chỗ nào, chứ không tin là anh ta thật thà. Đời bây giờ người ta không tin có người thật thà, mà người ta bảo là ăn tiền cao siêu quá, lời cái chỗ nào mà không thấy. Rõ ràng theo cách tính toán này anh ta lỗ to. Nhưng những cái suy nghĩ đấy cứ lần vần trong đầu ông ta. Ông chủ, ngày cuối cùng khi thanh lý hợp đồng thì cái người chủ doanh nghiệp này muốn giải tỏa thắc mắc, cho nên hỏi luôn: cậu kiếm được bao nhiêu tiền từ hợp đồng này cho tôi biết. Chàng thanh niên trẻ trả lời: thưa ông, nói thật ra tôi không kiếm được đồng nào từ hợp đồng này cả. Hơn nữa tôi còn bị lỗ một khoản không nhỏ ông ạ. Ông chủ đối tác lại hỏi: cậu làm xong mới biết hay là từ lúc ký hợp đồng thì đã biết rồi? Chàng thanh niên ngập ngừng nói: sau khi ký hợp đồng xong thì tôi đã biết tôi không có một mà chỉ là gì? Thả con tép bắt con tôm. À, sư là biết hết nhá. Ngày xưa còn nhỏ không biết thả con tép bắt con tôm là cái gì. Bây giờ là sư biết hết rồi. À, xưa thì cứ biết tại sao mà lại đi thả con tép để bắt con tôm, lại làm sao lại bắt được. Đó, bây giờ thì biết lắm. Người ta có thể làm cách này cách kia, có vẻ thiệt thòi lắm, nhưng mà sau đó là cái lợi của họ phải hơn nhiều. Nhưng mà đời sống như thế này, chúng ta là hành giả pháp hoa đó, mà không chịu thiệt, mà chỉ luôn luôn để lợi, để thắng, thì chúng ta sẽ thất bại. Mà thất bại ở trong cái tâm đức ấy, mới là nguy hiểm. Chúng ta làm sao mà nằm xuống là chỉ có một giấc ngủ ngon lành, mặc dù trong túi không có bao nhiêu tiền. Chứ mà ngủ làm gì trong nhà cao cửa rộng, mà đêm thấp thỏm lo âu. Cái tuổi già đến nhanh, bệnh tật đến sớm và chết trong phiền muộn. Cho nên ngày xưa các cái bậc thiền sư, đạo sĩ, cho nên tấm gương cuộc đời của Đức Phật cũng vậy. Từ bỏ hết, rồi vào rừng, khất thực, đi xin mà, cơm gì bỏ vào trong cái bát đó, rồi là đến trưa, giờ ngọ là thọ độ ngọ đó, rồi bắt đầu là thuyết pháp giảng kinh, ngủ dưới các gốc cây. Vì đến cái ta bà quán trọ này mà từ bỏ cung vàng điện ngọc thì coi như còn mang vác cái gì nữa bây giờ. Nhưng mà với cái thời gọi là đạo Phật nhập thế bây giờ là phải có các chùa chiền. Tại vì các vị làm sao đi vô rừng mà kiếm các sư được. Cho nên chùa chiền phải mọc lên trong thành phố, đô thị, làng mạc để mà hóa độ chúng sanh. Đạo Phật là tùy duyên mà bất biến. Nhưng mà rồi thì ta bà là quán trọ thôi. Có phải như vậy không ạ? Như vậy, sư muốn nói cái chịu thiệt là phúc, đó không phải chỉ là lời nói, mà nó sẽ là được ứng dụng trong đời sống, và nó sẽ hiện bày chúng ta một cái tâm tư rất là an lạc để không có muộn phiền. Trong quá khứ, những người già đó, ông bà, cha mẹ dạy chúng ta nhất thời chịu thiệt không sao đâu, đó là điềm báo của phúc đấy. Cho nên mình tu hành nghe pháp rồi, có những người là coi như nghe pháp ngày đêm đó, nằm ngủ mà cái pháp đó, nó nói đến hết pin luôn, thấy chưa nào, mà nghe chả được bao nhiêu hết, tại vì mà nằm mà, cho nên một chập là ngủ, thức dậy rồi thấy cái máy vẫn còn đang nói, xong ra khoe hôm nay tôi nghe 100 bài pháp đấy, nhưng mà thật sự là ngủ mất thôi, cái máy nó nói mà, chứ có phải là mình chú tâm để nghe đâu, nhưng mà mình cũng rất là tự hào, phải không nào, thôi cũng được, còn hơn là thức cả đêm mà xem phim Hàn Quốc, mà thức cả đêm mà xem phim bộ, phim tập, đầy những nước mắt và đi khóc mướn mượn vay. Cho nên các vị nghe pháp lúc nào các sư cũng hoan nghênh hết, cũng tán thán hết, nghe được nửa bài rồi ngủ cũng được, còn hơn là ngồi mà nghe là xem phim rồi các thứ nhạc nhiếc vân vân làm cho con người sầu muộn.
Và chúng ta nghe pháp như vậy để rồi thấy rằng mình chịu thiệt nhất định. Người mà chịu thiệt, biết là lỗ, biết là thiệt mà vẫn chịu, đó là người có phẩm hạnh đạo đức cao thượng đấy, chứ không phải người ngu. Và phúc phần sẽ đến với họ không lâu. Cho nên các vị thấy những cái người đức độ đó, thì con cái hiếu thuận và gia đình của họ sống nó có một cái phúc ấm bình yên, nó lâu dài. Còn cái giàu mà trong chớp loáng đó, mới ngày nào sống mà gọi là trong những cái sự thiếu thốn, bùm lên cái nhà cao cửa rộng, cái bùm cái lại đi ra sân mà ở, ra đường ở. Thế đấy là không phải là bằng phúc ấm, mà bằng cái gì? Bằng cái trí xảo quyệt để mà chiếm lợi của cuộc đời này. Thì con người trong cái cõi hồng trần bây giờ là quá xa rời các giá trị đạo đức làm người. Cho nên chiều hôm qua là sư đang giảng tại chùa Đình Quán cho các bạn trẻ. 2 tháng 9 mà về chùa nghe pháp thì sư gọi là quá sức là yêu thương, quá sức là tán thán. Quốc khánh là các bạn được nghỉ học, nhưng các bạn về chùa nghe pháp, phải nói cho các bạn biết giá trị cuộc sống của các bạn là như thế đó. Không phải ngày nghỉ là cái ngày vui chơi, là cái ngày mà đòi hỏi tiền bạc cha mẹ để mà xả stress rồi học nhiều quá rồi vân vân. Nhưng ngày đó các bạn về chùa nghe pháp, tức là đã biết rằng trong cái cuộc sống này có những điều mình không thấy tiền, thấy bạc, thấy lợi gì hết. Bởi phúc mà thấy được là ta dành nhau làm phúc rồi. Phúc không thấy được. Có phải như vậy không ạ? Mà tội mà thấy được là người ta đã không làm. Nhưng phúc với tội không thấy được. Có cái đến ngay cho mình, ôi giời, linh quá, linh thiêng quá. Tôi vừa mới phát tâm bố thí một cái là ông nhà tôi đã bớt bệnh. Có những người họ nói thế. Ôi linh quá, con vừa mới phát tâm cúng dường, bố thí vân vân. Thì tự nhiên con của con nó bớt là ngang ngược, nó có hiếu hơn, nó lo học hơn. Có những cái người ta thấy trước mắt, nhưng có những cái làm bao nhiêu cũng chả thấy gì hết. Cho nên ta nản đi. Ta nản và sao nữa? Người ta đã biết chừng nào những cái chuyện nó mới đến. Cho nên thôi cuối cùng cứ tính sao có lợi thì là. Nhưng không phải như vậy đâu thưa các vị. Ta nói là nếu phúc mà thấy thì dành nhau và làm. Vì nó thấy mà nó hiện hiện mà. Và tội mà thấy thì chắc bây giờ là địa ngục không còn đâu. Nhưng mà trong kinh Phổ Hiền Đức Phật dạy, nếu chúng ta thấy được tội nghiệp phiền não của mình mà ngập tràn khắp hư không, mình sợ lắm, mình không dám mà mở mắt mà nhìn đó. Nhưng cái phàm, cái nhục nhãn của mình chả thấy gì hết. Cho nên làm phúc cũng chả ai biết, làm tội chẳng ai hay. Vì vậy mà mình, cái người mà tu nhiều khi cũng không ai biết, cái người làm tội mà miệng nói hay cũng không ai biết. Cho nên chúng ta tu tập hành giả kinh Pháp Hoa phải nhìn thẳng vào sự thật. Phúc không thấy, tội không thấy, nhưng chúng ta phải thấy. Thì lát nữa cũng sẽ có thời gian cho một chút thời gian cho các vị hỏi đấy. Nhưng mà có một cái câu hỏi mà sư thấy có nhiều Phật tử đến chùa và hỏi sư lắm. Đó là con bạch với sư rằng đó là con làm phước quá trời, nhưng mà bao nhiêu cái điều tai ương nó vẫn đến gia đình con. Còn cái nhà cạc bên thì nó con thấy toàn làm ác, mà nó làm đâu trúng đấy thầy ạ. Ngon lành đó. Có như vậy không? Có quá thì chứ. Thì không biết là các vị có thắc mắc như vậy không, nhưng mà thôi sư cứ hỏi dùm rồi trả lời dùm đi. Tại vì sư nghe cái này nhiều lắm. Thưa thầy, làm quá trời sám hối rồi tu tập rồi quá chừng chẳng ăn thua gì hết, cái nhà nó chả tu hành gì mà nó giàu thế. Thì chúng ta phải biết rằng đó, cái vấn đề này á là còn phải nghĩ đến cái phước báo. Sư nói chúng ta đạo Phật, người con Phật phải tin nhân quả và luân hồi. Sư ngồi đây giảng pháp cho các vị, trong muôn kiếp chúng ta đã từng gặp nhau, cũng từng làm thầy trò, các vị từng làm cha mẹ, ông bà, thân bằng huyến thuộc của sư đây, nên nay chúng ta mới gặp lại mà ngồi nghe nhau nói như thế này. Chứ nếu không đó, không có những cái nhân duyên lành đó, nhiều khi gặp ở xa đã muốn ném đá vào mặt rồi, gọi là ác nghiệp đấy. Mà không biết tại sao, ủa sao con đến nó làm nó chẳng làm gì ai, người ta ghét con. Có cái ác duyên, ác nghiệp trước hết. Còn đây là sư lần đầu tiên sư gặp các Phật tử ở Hào Quang, và các vị ngồi trang nghiêm ngay thẳng như thế này, ngồi nghe pháp quá tinh tấn như thế này, là chúng ta đã từng nghe nhau, đã từng sống trong thiện nghiệp với nhau. Chứ có khi mình gặp nhau mà 2 chiến trường, 2 mặt trận, thù
hai kẻ thù, cho nên tìm nhau để giết cũng là gặp nhau. Cho nên mình gặp nhau để nghe nhau, để niệm Phật, để hạnh phúc. Thì đấy, chúng ta đã từng gieo những nhân lành với nhau. Cho nên đừng có nên hỏi rằng tại sao cái nhà toàn làm ác mà giàu thế. Sư đã mới nói cái giàu đó là giàu do cái gì nữa kia. Cái thứ hai là phước của họ đã gieo trong những kiếp sống trước. Còn mình những kiếp sống trước, trời ơi, mình cũng ác, mình cũng keo kiệt, mình cũng quá trời quá đất mà. Đó. Cho nên cái gì mình cũng còn phải biết suy nghĩ lại. Nghe cái bài pháp mà liễu ngộ rồi các vị vui lắm, không còn buồn, còn trách ai nữa hết. Có phải vậy không? Có một lần Đức Thế Tôn đến một cái nơi đi với lại chúng tỳ kheo. Đức Thế Tôn đến một cái nơi đó, đi với các hàng tỳ kheo. Mà sao toàn là bụi đất? Cái quốc gia mà chỉ bụi với đất thôi, thì mọi người không có cây cối mà sinh sống nữa kia. Đó, mà sao ngày xưa nghe nói là phồn vinh lắm, mà sao cái khi Đức Thế Tôn và các tỳ kheo đi đến đó lại thấy buồn tẻ và thê lương như thế này? Thì Đức Thế Tôn mới nói với các vị đệ tử rằng nơi đây trước kia rất giàu có, nhưng vị vua là một người vô đạo. Một hôm ông ta đã giết một vị đắc quả A-la-hán. Sau khi giết vị A-la-hán rồi thì bắt đầu những chuyện lạ lùng đã xảy ra. Trong cuộc sống này ai đắc đạo người ta không có nói đâu nha. Cho nên nhiều khi mình chửi, mình tổn thương, mình xúc phạm, mình bất kính nhằm những vị đắc đạo là tội lắm. Còn những vị không đắc thì người ta lại xưng. Xưng nào mẫu nào, xưng nào ta là thánh nào, xưng này xưng kia là cái chuyện đó sư không dám biết. Nhưng mà những cái người thật sự, thật tu, thật chính là người ta lại không bao giờ nói. Cho nên cái vị quốc vương này mới là giết một vị tu hành, mà nào ngờ đâu đó là một vị A-la-hán. Cho nên sau khi giết vị đó rồi thì 7 ngày liên tiếp trên trời đã rơi xuống cái đất nước đó vàng bạc châu báu. 7 ngày 7 đêm vàng bạc châu báu rơi khắp nơi trong cái cõi nước của ông á. Người dân chúng gọi là sung sướng đến mức điên cuồng luôn. Tự nhiên mà vàng bạc rơi, tôi nói châu báu không thể nào nói hết được. Lưu vải đầy hết, tủ cất đầy hết, lại tiếp tục ra đường mà nhặt. Nếu mà mình một trận mưa như thế cũng có người điên thật, phải không nào? Điên chứ. Tại tiền bạc cũng làm con người ta điên lắm. Cho nên bỗng nhiên có một cái cục vàng, cục ngọc mà nó rơi xuống nhà này, có khi sướng quá ông phát điên. Cái chuyện đó thì là cũng quá thật đấy chứ. Cho nên dân điên cuồng hết, sung sướng quá. Nhưng các vị biết không, 7 ngày sau thì trên trời lại rơi xuống toàn là bùn đất. Rơi bắt đầu là chỉ lấp những lớp bụi mỏng, từ từ dày 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 lên, và cuối cùng toàn cái đất nước đó chỉ còn bụi và đất. Tại vì sao như thế? Sau khi giết vị A-la-hán nó tại sao lại là vàng bạc lại rơi xuống đến 7 ngày 7 đêm? Là bởi vì cái vị mà làm vua là phải có phúc mới làm vua. Các vị biết như thế. Người mà làm sư thì cũng muôn kiếp đã hy sinh cho chúng sanh mới đi tu được, mới hy sinh cho chúng sinh được. Thế lớn lên người ta phải nghĩ chuyện lấy vợ, lấy chồng để hưởng dục lạc thế gian. Có nhiều gia đình có con đi tu thì bảo con mình ngu. Đấy, mà khi con mới gọi là nước mắt, nước mũi khóc vì chồng, vì con thì lại không dám nói câu nào. Mà con đi tu thì bố mẹ lại cấm đoán. Tại vì vẫn chưa biết chán cái khổ trên trần gian mà. Vẫn còn mê mà. Cho nên con cái xuất gia thì ngăn cản. Đó. Vì vậy đó, khi cái một con người làm vua là người ta cũng đã muôn kiếp làm các nhân, làm cho nên người ta mới làm vua, mới làm thủ tướng, mới làm quốc vương, vân vân, mới làm các cái chức vị cao. Người có học thức cũng phải gieo nhân với trí tuệ mới được làm ông này, ông kia. Đó, các vị nhớ như thế. Còn nếu mà giả thì nó không bền. Nó chẳng bao lâu là nó hết. Cho nên ông vua này cũng có nhiều phước lắm. Vì vậy khi mà ông giết cái vị A-la-hán này thì 7 ngày đó trời cho thả xuống vàng bạc châu báu là phước báo của vị quốc vương này. Nhưng cái phước báo này che chở cho ông trong 7 ngày đó, ác nghiệp không thể nào mà hiện đến với đất nước đó. Sau khi thả xuống 7 ngày là coi như là hưởng hết 7 ngày rồi. Vua cũng vui mừng, dân cũng vui, là hưởng cho hết đi. Khi chúng ta vui là chúng ta đang hưởng, khi chúng ta đang buồn là chúng ta đang trả. Khi vui là đang hưởng phước, mà khi buồn là đang trả quả báo. Nghe vậy có hiểu được không? Quá dễ hiểu rồi.
Cho nên chuyện buồn mà đến là nói rồi đó, quả báo đến là đang phải trả. Nam Mô A Di Đà Phật, cho con đầy đủ nghị lực, sự kham nhẫn, sự chịu khó, trí tuệ để trả. Chứ còn không, đời mà cái gì đến nó chửi bới moi móc, mà người Bắc mình đó nhá, mà mỉa mai đó nhá, thì chua cay. Nói thì gọi không giao mà giết người ta. May mắn thay sư đi tu từ nhỏ không biết nói mỉa mai, sợ những cái lời mai mỉa nên không biết nói. Chứ mà không đi tu chắc là cái đầu của sư nghĩ ra nhiều câu giết người lắm. Vì vậy đó, khi nào các vị tự nhiên vàng bạc tới, tiền bạc đến là mình đang hưởng. Mà khi nào thua lỗ, làm ăn chân chắn thì có bán cái gánh rau thôi mà cũng không bán được thì nghiệp phải trả. Chúng cũng không buồn, không than, không trách. Ăn được miếng ngon biết mình đang hưởng. Ăn ngon nhiều quá thì hưởng cho hết đi, rồi chết. Đó. Ăn thịt chúng sanh càng nhiều thì bệnh tật càng nhiều. Cho nên giải hóa bớt, ăn cho nhẹ nhàng, thanh tịnh. Không ép các vị trường chay, nhưng không bao giờ giết nữa. Không bao giờ giết nữa. Không bao giờ sát sinh hại vật. Và cứ chay tịnh ngày nào là biết mình đang kiếm phước ngày đó. Kiếm phước qua từng bữa ăn, chứ không cần phải đi bố thí mới là phước. Không ăn thì chúng sanh là đang tích phước. Tại sao ngày tu bắt cho anh trai người ta không đeo vàng hoa, rồi không nằm giường cao chiếu rộng, không sức các cái là dầu thơm đó, là người ta không hưởng phước cái ngày đó. Thì là người ta tu, là người ta kiếm phước cái ngày đó. Chứ ồ, sao lên chùa lại không trang điểm, không đeo vòng hoa, không nằm giường cao chiếu rộng, là vì ngày đó con kiếm phước. Còn các sư ngày nào cũng phải ráng kiếm phước. Tại người ta hưởng cái gì nào? Cũng ăn ngày có khi một bữa, có khi chưa chắc đã được ăn cho tròn một bữa, mà phải lo biết bao việc của Phật giao cho chúng sinh. Thì chúng ta là cái người cư sĩ, là hộ pháp, thì chúng ta cũng phải kiếm phước, chứ không có bán phước mà ăn. Sư nói như vậy các vị đồng ý không? Con cái nó mua về cho cha mẹ là mấy con gà, mấy ký thịt, mấy này kia, mẹ ăn cho khỏe đi mẹ. Mẹ cảm ơn con có hiếu như vậy mẹ mừng lắm. Nhưng bữa sau con mua một ít thôi, con để một phần tiền, con cúng dường vào các việc phước con ạ. Chứ còn đây có những người mẹ kỳ lắm. Con cho gà này đòi gà kia, con cho thịt quay đòi thịt luộc, đủ thứ chuyện. Cho nên hắc ám, cuộc đời bệnh tật, và miệng lúc nào cũng cằn nhằn, mắng chửi con cháu. Chúng ta có nhiều người tuổi già ngồi luyến tiếc quá khứ, rồi vọng tưởng tương lai, già rồi vọng tưởng gì nữa, rồi cái hiện tại là chửi bới trách móc mọi người. Cho nên chả có chịu thiệt miếng nào hết, lúc nào cũng đòi lợi cho mình. Thấy chưa nào? Cho nên nhắc lại cái chuyện ông vua này, giết A-la-hán xong mà vàng bạc châu báu đổ xuống tới 7 ngày là phước của ông ấy hưởng cho hết. Dân cũng sung sướng 7 ngày, bắt đầu đất nó lấp dần lấp dần, và cả vương quốc đó nằm trong đất bụi. Như vậy sư kể câu chuyện đó là các vị phải hiểu, người làm việc ác chưa bị báo ứng là vì phước họ chưa hết. Khi phúc báo hưởng hết thì nghiệp báo lập tức xuất hiện. Như vậy đừng có hỏi là cái nhà đó không tu mà sao nó giàu thế. Được chưa? Còn nếu mình cũng không tu bao nhiêu mà sao nhà mình giàu thì mình cũng phải giật mình xem lại. Chứ không phải mình chỉ biết nhìn nhà người ta. Nhắc nhở con cháu tu hành, giữ nền tảng đạo đức, rồi biết bố thí, biết cúng dường. Ăn cho 6 bữa, 7 bữa đi chăng nữa rồi cũng ra hết, chả còn gì đâu. Nhìn ngon như vậy đó, sư bà hay nói sư lắm, nhìn ngon lắm, muốn lắm, món này món kia, mà lỡ ăn qua cái cổ rồi mà ói ra có ai ăn lại được không? Nghĩ chừng đó thôi là đã biết gớm ghê. Tất cả thành cái thứ uế trược thôi. Nhưng mà phải ăn, vì chúng ta ở cái cõi trần gian này, cõi ta bà này, thức ăn là để nuôi cái sinh mạng của mình, là thuốc để chữa bệnh thân người. Nhưng mà mình vì cái ăn mà mình tạo tội, vì cái ăn mà mình sát sinh, vì cái ăn mà mình bán phước thì mình không ăn. Cho nên á, những ngày tu ở chùa Hào Quang đây, các vị ăn thanh tịnh thấy có ngon không? Ngon lắm. Có an lạc không? An lạc lắm. Xin chào một tràng pháo tay. Do vậy ai cũng muốn trả hết nghiệp, nhưng mà mình còn yếu,
sức còn non, tu tập còn kém, lên ngay Đức Phật. Con nguyện kiếp này trả hết nghiệp. Các vị cứ làm như các vị là người nhẹ nhàng lắm, mà một phát vậy là hết. Không có dễ đâu. Nghiệp chúng ta gieo từ muôn kiếp. Mình chỉ nên xin Phật, những gì con đã làm hoặc cố ý hoặc vô tình, con xin sám hối. Khi nào hoặc cố ý vô tình con tạo nghiệp, xin chư Phật, Bồ Tát, Long Thiên, Hộ Pháp nhắc nhở con, giúp cho con sáng suốt Định Tâm Vương Bồ Tát, để con biết việc đúng con làm và việc sai quấy con chừa bỏ. Có nhiều người có biết cái gì đâu, vô con xin kiếp này trả hết nghiệp, cứ tưởng nói vậy lên trời ở ngay. Và trong khi những cái kiếp sống trước các vị tạo tác vô cùng vô tận vô biên đó. Cho nên đừng có vội nghĩ trả hết nghiệp là chuyện đơn giản. Đạo Phật có trong thế giới này là giúp cho chúng ta hiểu đâu là thiện ác, giúp chúng ta biết rằng cuộc sống này phải trả nghiệp mới an vui, phải trả hết. Có thể trả một đời, hai đời, nhiều đời. Nhưng mà chúng ta nhất quyết là không tạo tác để đi vào địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, mà con xin sám hối. Có những người mà thời gian chưa tu khổ đau lắm, có người tu nợ nần vẫn còn, những chuyện rối ren vẫn còn mà họ an lạc. Tại vì họ hiểu rồi, họ biết nhân quả, họ biết đường đi rồi, cho nên họ không làm các chuyện sai quấy nữa. Đạo Phật nó màu nhiệm và nó khoa học là như thế. À, các vị có đồng ý với sư không ạ? Cho nên cái chịu thiệt là phúc đó, sư muốn các vị phải được ứng dụng nó trong đời sống. Mà đừng có nghĩ là thiệt là ngu, không phải thiệt là vô minh, mà chúng ta phải biết cuộc sống này là một chuỗi các cái bài học để mình thực tập, mình ứng dụng. Hồi sáng có chuyện vui thì mình cũng cảm ơn cuộc đời, mà sáng nay có chuyện buồn thì mình cũng nói ồ, có một cái cơ hội để cho mình hóa giải, để mình an vui, để mình chuyển hóa nó. Chứ đời làm sao cái gì mà cũng như ý được các vị. Có lần sư đi giảng ở Nha Trang khá lâu rồi, thì cái vị trụ trì nó mới nói là sẽ đón sư từ sân bay về chùa. Về chùa thấy cũng xa lắm, mà sư thì là cũng giống như là sư đi không phải ra thẳng chùa Hào Quang, mặc dù là thầy với quý Phật tử cứ điện thoại hỏi là sư xuống sân bay mấy giờ để ra đón. Sư nói bạch thầy là con sẽ đi từ Hà Nội về. Ngày hôm qua giảng ở chùa Đình Quán, hôm nay giảng xong rồi con lại đi về Hải Dương, ngày mai con giảng ở chùa Cự Linh ở thành phố Hải Dương. Tức là nó có nhiều khi cái chuyện của mình đi đó là một cái chuỗi một số chùa chẳng hạn. Cho nên mình không có xác định trước là mình sẽ là đi đến đó rồi đi về, ví dụ như vậy. Mà hôm đó sư đi đến Nha Trang là cũng đi từ Hà Nội về Nha Trang, thì thầy mới cho một cái người Phật tử ra đón. Mà các vị biết rằng nhiều khi á, mình giảng xong rồi đó, đôi khi mình đâu có ăn được. Mình vui không? Ban ra pháp hỷ cho chúng sanh rồi vui mình cũng không ăn. Hai nữa nhiều khi mệt cũng không muốn ăn, nhưng mà lòng mình vui là được rồi đó. Cho nên đó là đi từ Hà Nội về cũng chưa có ăn uống, chưa nghỉ ngơi gì, thì thầy mới cho một cái vị ra đó. Thì trên cái xe đó đó là đã có ba người, thì cho thầy ngồi ở trên. Cái xe bốn chỗ mà, thì ba người Phật tử ngồi phía sau, rồi thầy ngồi ở cái ghế trên đó, bắt đầu chở thầy đi vào trong thành phố Nha Trang. Đi một đoạn dừng lại, lại rước thêm hai đứa bé ngồi chung với thầy. Sau đi thêm một đoạn nữa, lại rước thêm một người lớn, lại nhét vào ngồi chung với thầy. Thầy ạ, công an ở đây tốt lắm, họ không làm gì hết, vì là chùa thì coi như là ok hết. Thế là coi như thầy ngồi là hai đứa nhỏ ngồi lên hai cái chân nhá. Lại thêm một bà tương đối béo ngồi gần nhá. Đằng sau là ba bà ngồi nói chuyện ăn uống suốt. Mà chở thầy về cái chùa để chuẩn bị giảng, cũng là cái mùa là tháng 7 khóa tu mùa hè, cách đây mấy năm. Các vị nghĩ coi coi, có nghĩa là có dễ sân không phải không nào? Dễ nóng không? Đó. Nhưng mà mình nghĩ là chẳng lẽ là mình là đi là bố thí pháp mà mình lại buồn bực. Cho nên mình vui vẻ, mình cứ ngồi yên tâm mà mình chịu đựng như thế. Phải không nào? Đó. Nhưng mà chưa hết. À, gì đạo Phật. Chưa hết, lại đi ngang cái nhà của cô, cái cô có cái xe đó, cô lại dừng lại để cho con vào, con làm cái này rồi con mới lên chùa được. Tại vì con nhiều việc lắm, mà thầy nhờ con đi đón thầy. Thế là dừng một cái nhà đấy, tốt lại. Thế là cô bước vào, cô vào nhà. Thì cô bảo thầy ở ngồi ngoài đấy nóng lắm, thầy vào nhà con một lúc đi, rồi hãy đi lên chùa. Mình cũng nghe lời vào ngồi. Thế là trong nhà lại ba bốn người đi ra, lại bắt đầu thuyết minh để cho thầy mua sản phẩm thực phẩm chức năng.
họ thầy đi giảng nhiều ăn uống không được, phải mua cái này cái kia. Nói thật với các vị, thầy cũng chả phải buồn gì, việc nghề nghiệp người ta làm ăn mà. Mà thầy quá mệt, ngồi trên xe thì người ta đã dè nhét như thế, vô đó ngồi người ta bảo thầy mua thực phẩm chức năng, thôi giờ mua trước thử một hộp thế này thế kia. Đấy. Nói chung là những kỷ niệm thì không bao giờ nói hết. Mà với lại là Bồ Tát cũng thử mình, xem coi mình đi giảng như thế rồi là mình sân tới cỡ nào, hay là mình sẽ là hiểu rằng trong cái cuộc đời của mình đi giảng như thế đó mà có những chuyện nó thử thách mình thì sao. Đó, cho nên đôi khi ngồi cái xe rộng, một mình một băng ghế để muốn nằm cũng được, thì mình cũng xin cảm ơn cuộc đời. Mà đôi khi mình ngồi người ta nhét thêm mấy người nữa, cũng xin cảm ơn cuộc đời. Biết đâu hai đứa nhỏ đã kiếp trước là bố với mẹ mình, giờ ngồi gần nhau tí không nào. Cho nên cuộc sống của các vị mà ai làm các vị buồn, các vị phải nói không biết kiếp trước mình gieo cái nhân gì đây, nay mình phải gặp những cái người phiền muộn như thế, phải trả tí đi chứ mà đừng đòi như ý. Thấy chưa, cái cây hoa hồng nó xinh đẹp, nó nghĩ nó là loài hoa đẹp nhất cho nó kiêu ngạo lắm, mà cứ mỗi lần mà người ta ngắm nó thì lại có một cái con ếch xấu xí ngồi chồm hổm bên cạnh. Thì cái hoa hồng nó nghĩ là không biết ngắm mình hay là ngắm cái con ếch này, nó bảo là tôi đẹp thế này không ngắm, các vị ngắm ai đó. Người ta bảo ngắm hoa hồng, nhưng mà cái hoa hồng ích kỷ lắm, nó vẫn không tin, nó vẫn nghĩ là người ta ngắm cái con ếch đấy. Cho nên là người bảo là con ếch này đi ra chỗ khác đi, đừng có ngồi gần ta. Thế con ếch này cũng rất là hiền, nhảy đi chỗ khác. Nhưng mà cái loài hoa hồng này đó, thì trong cái thời tiết xứ lạnh ở phương Tây như vậy là nó có thể nó tồn tại cả 10 ngày kia, vì nó cái cánh hoa nó rất là dày, nó nở rất là lâu. Nhưng mà khi con ếch nó đi rồi đó, thì 3 ngày sau cái hoa hồng tàn mất tiêu. Thì con ếch nó mới nhảy ra, nói tôi nhớ là cái loài hoa này là 10 ngày là nó mới 3 hôm mà cô hoa hồng lại ốm yếu như thế kia. Cô bảo cô cũng không biết nữa, sâu bọ ăn cắn, tại vì cắn hoa hồng nó thơm, nó ngọt mà, cho nên sâu bọ đến ăn cắn, cho nên là tôi phải tàn sớm như vậy. Thì con ếch bảo không đâu, là bởi vì tôi ở đây này, sâu bọ nó cũng sợ, nó không dám lại gần. Vì vậy mà hoa hồng đó, nó lâu hơn, nó nở được 10 ngày, nửa tháng, nó cũng không phải chóng tàn phai. Nhưng mà khi mà nàng đuổi tôi đi đó, thì sâu bọ còn sợ gì ai nữa. Nó nhào lên, nó cắn nát hết. Thì lúc đó hoa hồng đó, có muốn cảm ơn, cái con ếch thì cũng đã muộn rồi. Nên trong cuộc sống này đó, thì chúng ta đừng có bao giờ mà chê bai bất cứ ai. Người ta đã đến với mình là đều có duyên với mình hết. Thuận duyên để đến hay nghịch hạnh để đến thì cũng phải đến rồi mới đi. Chứ người ta chưa đến mà đã trù cho người ta đừng đến, hoặc nguyền rủa người ta đừng đến, thì sẽ gặp vào một lúc khác oái oăm hơn nhiều. Tại vì cái đời mình là phải gặp. Nhân đã gieo thì quả phải gặp. Cho nên đến hãy đối xử thật tốt, thành ý thành tâm với nhau. Đó là cái hạnh nguyện của những người tu tập làm con của Đức Phật. Các vị có đồng ý chưa? Do vậy, nghe một vài cái câu chuyện như thế, chúng ta thấy cái vấn đề chịu thiệt là phúc không phải là vấn đề sai. Cái chịu thiệt là phúc đó là một công hạnh. Đó. Nhẫn nhục, ba la mật cũng là một cái hạnh của Bồ Tát. Có những người mà người ta về trời hưởng biết bao nhiêu phước báo cũng chỉ bởi vì một cái duyên hạnh là nhẫn nhục thôi. Chứ cũng không có làm được gì. Họ không giàu có để bố thí cúng dường. Họ cũng không có khả năng bố thí pháp. Họ cũng không có khả năng để làm được những cái việc gọi là to lớn gì. Nhưng chỉ có nhẫn thôi. Ai nói gì cũng cười. Rồi cũng không có lặp đi lặp lại. Có nhiều người nhẫn mà phải đem kể khắp thế gian đấy. Tôi nhẫn được cái bà đấy đấy. Đáng là cái bà đấy là phải ăn mấy cái tát. À, nghe là thấy hung dữ rồi. Nhưng mà tôi tu rồi, tôi nhẫn rồi. Kể khắp cùng hết. Thì thôi lúc đầu có quyền kể. Nhẫn được có quyền kể. Nhưng một thời gian sau là bình thường. Tôi nói đến một cái ngày nào đó không có gì để bực mình. Thì chúng ta thấy rằng là Phật khen rồi đấy. Trên đất Tịnh Độ, Tây Phương có hoa sen đang nở chờ chúng ta. Bởi vì gì? Bởi vì hạnh nhẫn, hạnh chịu thiệt. Nhưng cái chịu thiệt này sư nhắc lại không phải là sự ngu dốt. Ví dụ như biên cương lãnh thổ đất nước Việt Nam của chúng